Tại sao anh ấy lại không liên lạc với mình chứ? Tại sao anh lại không nhắn tin cho mình, không trả lời tin nhắn cho mình? Bây giờ anh đang ở đâu vậy? Công nhận đường phố thay đổi nhiều quá anh ha. Ừ. Xe cộ ở đâu á mà đông quá chừng à. Mới đó mà đã 5 năm rồi, em và con á mới được trở về thành phố này. Về nè con. Dạ.
is so amazing. Bé Hoa, mẹ dặn con sao? À, con quên. Về nhà phải nói tiếng Việt, không được nói tiếng Anh. Đúng rồi đó con. Daddy, Daddy. À, ba, tranh này đẹp quá à. Khi nào về bển, ba cho con mấy tấm về treo trong phòng nha. Với lại con xin một tấm tặng thầy, để khoe ba là họa sĩ. Rồi, ba sẽ tặng con với một điều kiện. Điều kiện gì ba? Ba nghe mẹ nói là con nhảy đẹp lắm, bây giờ con nhảy cho ba coi đi ha. Ok. Ta-da. Wow, tấm này đẹp quá à ba. Cái đó là hoa mai anh đào đó con. À, con thích cái này, ba cho con đi. Không được, ba đã hứa tặng bạn của ba rồi ha. Dạ. Ôi ba vẽ cô gái này đẹp quá à. Ủa nhưng mà sao con chưa thấy bao giờ ba vẽ mẹ hết vậy? À, con, mà mẹ thấy á, ba vẽ cô gái này đẹp thiệt á. Anh à, sao anh treo hình gia đình mình ở đây? Anh thuê nhà này bao lâu? Ờ, anh thuê 3 năm, anh trả tiền năm 1. Anh, nhìn số lượng tranh như vậy, em thấy anh vẫn như trước đây ở bên Úc á. Anh đam mê vẽ tranh hơn mọi thứ. Được sống trong không gian sáng tạo như vậy, còn gì hạnh phúc bằng phải không anh? Anh có nhiều hợp đồng vẽ tranh lắm, vẽ không kịp luôn đó. Vậy sao anh không nhờ ai phụ với anh? Rồi, có chứ em. Thôi, em qua uống nước đi. Anh có chuẩn bị phòng sẵn cho hai mẹ con rồi. Thôi được rồi, em xuống dưới bếp chút xíu ha. Hoa. Dạ. Lại đây với ba nè. Qua đây ba hỏi chút coi. Dạ ba. Rồi, ngồi xuống đây. Con gái nói cho ba nghe coi, con có nhớ ba không? Dạ, con nhớ ba lắm luôn. Sao ba về đây làm việc lâu quá vợ? Con và mẹ chờ hoài luôn. Thì ba nói với con rồi, ba ở đây ba làm gì? Chứ cả năm ba ở đây làm việc rồi. Mẹ nói chắc ba ở Việt Nam luôn, không về với con nữa. À ba, ba, hay gia đình mình chuyển về đây ở đi. Con muốn sống có ba và mẹ. Không được, mẹ có công việc của mẹ, ba có công việc của ba. Bên Úc còn có ông bà nữa. Nhưng mà quan trọng á, ở bên Úc con học có tương lai. Nè, con ráng học bên đó đi. Ba chỉ ở đây làm việc thôi. Nghỉ hè về thăm ba, ha? Dạ. Nè, con học giỏi không? Nói ba nghe coi. Dạ, con được danh hiệu giỏi. Có nhiều bạn mới nữa. Mà thầy cô thương con lắm. Nè, hai cho con uống nước đi. Dạ. Rồi hãy nói chuyện nè. Tiếp. Dạ, cảm ơn ba. Con gái của ba dễ thương như vậy, cho nên ai cũng thương hết đó. Nè, bây giờ ba sẽ dắt con ra ngoài ăn. Ba sẽ cho con ăn món con thích nhất, chịu không? Dạ. Anh à, em thấy trong tủ lạnh á, có thịt bò với lại khoai tây. Hay là để em làm bò lúc lắc cho hai cha con ăn nha. Ô, món này con thích lắm á, mà do mẹ làm nữa, ngon lắm luôn. Vậy thì mẹ xuống làm nha, con ngồi chơi với ba đi ha. Thôi, con muốn phụ. Rồi, đi xuống phụ mẹ. Dạ. Xuân Mai gọi mình nãy giờ, không biết có gì không nữa. Sao anh không liên lạc với em? Em muốn gặp anh ở quán cà phê. Em sẽ chờ anh. Anh xin lỗi em, hôm nay anh bận rồi. Tại sao anh không gọi cho em mà lại nhắn tin cho em chứ? Anh có biết anh làm như vậy là em tổn thương lắm không?
Anh ơi, anh ơi, có đồ dơ nào không? Đem đây cho em giặt luôn nè. Thôi khỏi, để lát anh cầm xuống sau. Dạ. Alo, xin lỗi, ai đầu dây vậy? Alo, ai đầu dây vậy? Alo. Dạ, xin lỗi. Có phải là số điện thoại của anh Hoàng? À, phải, tôi là vợ của anh Hoàng đây. Mà cô tìm anh Hoàng có chuyện gì không? Tôi cần gặp anh, có chút công chuyện, nhờ chị chuyển máy giùm. Được rồi, cô chờ chút xíu nha. Anh ơi, có ai gọi cho anh nè? Có ai gọi cho anh nè? Alo. Anh nghe nè. Anh có thể ra với em một chút được không? Anh bây giờ anh không ra được. Anh xin lỗi em nha. Em hiểu rồi. Dạ xin lỗi, anh có bạn chưa? Được rồi. Dạ. Chị Mai, sao chị ngồi uống có một mình vậy? Nguyên hả? Sao lại ở đây? Em tình cờ tiếp khách ở quán này. Em mới vừa đưa khách ra ngoài thì em gặp chị đó. Rảnh không? Uống vài chai. Thêm bia em ơi. Cho thêm bia đi em ơi. Dạ. Anh, cô gái nào mới gọi cho anh vậy? Đối tác của anh. Đối tác của anh là nữ hả? Đối tác hay là họa sĩ nữ cũng là chuyện bình thường mà. Anh, em thấy anh á, lúc này ốm dữ lắm á. Bộ công việc của anh nhiều lắm hả? Anh cũng bình thường thôi. Nè, con gái, kể cho ba nghe coi học múa có dễ không? Yeah, Daddy. Hòa, mày dặn con sao? À, con quên. Nhưng mà con thích học vẽ nhất. À, mà mấy ngày con ở đây, Dad, ba chở con và mẹ đi chơi nhiều nơi nha. Ừ, chắc chắn rồi. Bây giờ con muốn đi đâu nè? Con thích nhất là được ba chở, nhưng mà phải có mẹ nữa. Gia đình mình lâu lắm mới được đi chung đó. Con à, dạ. Con vô phụ mẹ lấy nước chấm ra đi. Dạ. Chẳng thà để em căm ghét anh còn hơn mẹ em. Gia đình em cấm đoán và áp lực với em. Anh không ngờ gia đình em lại ghét anh như vậy. Có lẽ mẹ em nói đúng. Anh có gia đình mà anh lại đèo bồng. Anh chưa giải quyết được chuyện gia đình của anh thì làm sao lo cho cuộc đời của em hạnh phúc được. Ngồi vô ăn đi con. Dạ. Anh ăn đi. Một năm rồi á, em mới được làm đồ ăn cho anh ăn đó. Anh ăn nhiều vô nha. Vô. Vô. Uống đi.
Chị Mai à, chị uống nhiều rồi đó. Say rồi đừng có uống nữa. Say đâu mà say. Lâu rồi chị không được uống, nên bữa nay vui, cho chị uống. Mà có chuyện gì làm chị vui vậy? Chuyện gì hả? Thật ra thì thôi, em là người tự do là vui rồi. Chị trở thành một người tự do nên chị vui. Đây là một điều đáng để uống mừng. Theo em thì tình yêu là gì? Người ta thường nói, yêu là cho đi chứ không phải nhận lại. Tình yêu cao đẹp và lý tưởng là sự hy sinh cho nhau. Tình cảm phải xuất phát từ con tim chân thành. Ấy, nhưng mà nói thì ai cũng nói được hết. Dễ. Hiểu không? Đúng, ai cũng nói được. Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu thương, nhưng phải mất cả đời để chứng minh được điều đó. Tình yêu không hiện hữu, và nó không có thật trên cuộc đời này. Nó như cơn gió, một cơn gió thoảng qua. Mà tại sao vậy? Tại sao phải cần một người để mà yêu mình? Không cần, không cần. Uống đi. Bây giờ nghe chị hỏi một câu nè. Có phải đàn ông ai cũng có trái tim rất là nhiều ngăn, mỗi một ngăn chứa một người? Như vậy thì đàn ông là một người giàu tình cảm, hay là đó là sự ích kỷ? À, chị không phải là một người vô cảm. Thực chất, người ta vô cảm bởi vì lòng tin của họ bị đem ra thử thách quá nhiều lần. Nếu chị là người vô cảm, tại sao chị lại vẽ tranh đẹp và có hồn như vậy? Nè, em có phải là một người ích kỷ không? Em vô cảm không? Trái tim của em bao nhiêu ngăn? Có nhiều ngăn không? Em mà như vậy làm chết với chị, nghe không? Vô. Chị nói cho em nghe, em gái của chị nó thương em vô cùng. Em mà làm cho nó đau khổ là em không yên với chị. Chị sẽ tính sổ với em nha. Rốt cuộc thì anh cũng như bao người khác. Em đã chờ, em chờ anh, nhưng anh không cần biết tâm trạng của em khủng khiếp như thế nào. Em không cần anh đâu. Em vẫn sống, em vẫn thở, em vẫn là em. Em khác anh là ở chỗ đó, em không bao giờ làm sai trái tim của mình. Em không cần anh nữa. Em không cần anh nữa. Về tới nhà rồi. Đi. Chị có ổn không chị Mai? Hả?
thà là mỉm cười để thấy mọi thứ đều ổn, còn dễ hơn là giải thích với ai đó về chuyện xảy ra. Thà là im lặng để giữ lấy niềm đau, còn hơn nói với nhau để rồi không lau được nước mắt. Biết không? Ôi trời ơi! Chào gì? Trời ơi! Ông bà chủ ơi! Đông Đào ơi! Trời ơi! Gì nữa? Gì vậy? Cô hai sao vậy nè? Ủa? Anh Nguyên! Nguyên nè! Sao anh đưa chị hai em về? Chị Mai xỉn rồi. Có gì đưa vô nhà trước đi. Anh với em nói chuyện sau. Trời ơi! Đưa vô đi! Thiệt tình nè! Sao vậy? Cẩn thận đó! Cẩn thận! Có sao không con? Dạ con chào hai bác. Làm phiền cậu. Ủa, nó bị đưa gì nó vậy? Về ha. Dạ. Mà xin lỗi, cậu là ai vậy? Dạ. Dạ. Thưa ba mẹ, đây là anh Nguyên, kỹ sư xây dựng của công ty con đó mẹ. Vậy hả? Cậu Nguyên đó hả? Vậy hả? Dạ. Thôi tới đây rồi, tối quá, thôi vô chơi chút xíu rồi về con. Dạ. Để con dẫn xe chị Mai vô, rồi con quay trở lại quán, con lấy xe con nữa. Ừ. Vậy hả? Cảm ơn cậu nha. Dạ. Cảm ơn cậu nghe. Thôi mình vô coi con nó ra làm sao. Đi. Sao anh Nguyên lại đưa chị hai về ta? Trời ơi, sai xỉn dữ vậy à. Nước chanh này bà chủ. Đưa cho tôi. Cho cô hai uống giải rượu. Có chuyện gì vậy mẹ? Chị hai sao vậy? Đàn bà con gái gì mà sai xỉn. Để cho đàn ông người ta đưa về, riết là không ra thể thống gì hết á. Uống đi chị hai. Hư hỏng như vậy á, mất tư cách. Làm sao mà làm gương cho em Út được hả? Anh về nha Đào. Dạ, cảm ơn anh nha. Không có gì đâu. Chắc nó có chuyện gì buồn đó. Bà đừng có la nó nữa. Con không có buồn. Con vui nên con mới uống nhiều như vậy. Mà mẹ kỳ quá. Mẹ khó khăn, la hoài. Mà cũng tại mẹ. Sao? Sao tại mẹ? Tự nhiên cái mẹ chửi anh Hoàng. Mẹ chửi anh Hoàng. Anh Hoàng anh buồn. Anh buồn, con cũng đâu có vui. Nè, chị hai. Tôi đã nói hoài à. Mà nó có chịu nghe lời tôi đâu. Đó, đâm đầu yêu cái thằng đã có vợ có con, rồi bây giờ than buồn than khổ. Thôi, bà nói ít một chút đi. Chờ cho nó tỉnh lại rồi hãy nói chuyện với nó. Chị hai. Đâm Đào. Dạ. Thôi con coi, đưa chị hai lên lầu nghỉ đi con. Dạ. Đi ngủ hả? Đưa đi. Dạ. Đi. Ngủ. Ba mẹ ngủ sớm. Đi lên nghỉ đi chị. Đi bên đây nè. Qua đây. Đông Đào à. Dạ, sao mẹ? Nguyên có phải là thằng kỹ sư trước đây mới về công ty mà anh rể con hay nhắc đúng không? Dạ. Ông mà. Ừ. Hình như á, thằng Nguyên á là cái đứa mà con Út thích hay sao á. Tôi nhìn con Út á, nó buồn buồn. Hồi nãy á, tôi thấy nó nhìn thằng Nguyên. Mà hả, nhìn nó thấy kỳ kỳ sao á. Mà sao vậy ta? Sao thằng Nguyên nó lại đưa con Mai về? Có khi nào tình em duyên chị không? Làm gì mà hù như ma vậy? Không giỡn thôi. Coi ai có bị đứng tim hay không. Ai ngờ cũng mạnh dữ. Ủa mà sao hôm nay đi làm về sớm vậy? Ba càng ngày càng ế.
Hôm nay lại bị công an điều tra nên khách vắng. Với lại anh Lâm chủ quán cho nhân viên nghỉ sớm. Ai? Có phải ai đã đưa địa chỉ cho bà vợ của anh Dương không? Nếu phải thì sao? Hồng định làm gì tôi? Tại sao ấy làm như vậy? Ai không nghĩ là Hồng sẽ bị đánh ghen rồi bị tạt axit hả? Không ai được cướp Hồng ra khỏi tay của ái hết. Thật ra là Hồng rất cảm ơn ái. Chuyện gì? Nhờ ái á mà bà vợ của anh Dương lồng lộn lên, rồi gia đình của anh Dương tan rã nhanh hơn dự định của tôi. Nếu ái á mà có mặt ở trong phòng khách sạn thì sẽ thấy bà vợ của anh Dương mặt méo xẹo luôn, khó coi tới mức nào. Mà bà đó cũng không có hiền đâu ha, cũng đánh tôi được một bạt tai đó. Đau không? Hồng là người chứ có phải gỗ đá đâu mà không đau. Nhưng mà thôi kệ đi, sao cũng được, miễn sao tôi được anh Dương là được rồi. Một bạt tai có lãi gì đâu. Tôi sợ bà ta còn làm dữ hơn. Mà hình như kẻ có học đánh ghen cũng khác người thường. Gặp tôi á hả, là tôi cào rách mặt, tôi đập cho một trận. Cái tội giật chồng của tôi. Hồng may mắn đó. Nè, tôi đã nói với ái rồi, đừng có xen vào chuyện của tôi mà. Ai tránh xa tôi ra đi. Bắt đầu sợ ái rồi đó. Tôi tự nhủ, nếu như Hồng có chán đời hay đi tự tử gì đó thì tôi sẽ không cứu nữa đâu. Nếu cảm thấy chán đời, không muốn sống với tôi nữa thì đi đâu đi. Đi chết cũng được. Ái, lúc nào cũng vậy á. Sao anh Nguyên lại gặp chị hai đúng lúc? Chị hai đang sai như vậy chứ? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Hai người đã gặp nhau ở đâu? Rồi làm gì với nhau? Nhức đầu quá. Gặp anh, thổi quen mặt đi, sẽ cùng nhau ấm áp và vui vẻ. Không được như vậy, tâm trạng vẫy vùng. Hay sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Anh có biết em đã buồn và suy nghĩ thế nào không? À, thì ra là như vậy. Em không đủ bản lĩnh và trưởng thành để gạt phăng đi cơn nhớ anh. Và em cũng không đủ bản lĩnh để thổ lộ cùng anh. Phải làm sao để anh có thể hiểu được những tâm tư và tình cảm của em đây? Ra là vậy. Có khi lại chợt đến. Tình yêu có khi cho ta buồn. Dù lòng ta không. Anh chúc em ngủ ngon. Tối gặp ác mộng. Trong ác mộng
Em là một ác nhân đang hành hạ một tội nhân là anh đây. Trời ơi, cho tôi xin, tôi muốn gặp ác mộng đâu. Có lúc anh nghe dòng đời trôi quá nhanh, có lúc anh nghe giọt tình rơi mong manh, bóng dáng em như vẫn còn ngồi đây, vẫn cười vẫn nói với anh. Nước mắt rơi trên cuộc tình ta xót xa, ký ức theo anh từng ngày ngày đã qua. Hãy giấc mơ ơi hãy về về đây cho tôi có nàng. Nếu sau kiếp không cho ta bên nhau, nếu sau kiếp mang em đi về trời, vẫn giữ mãi nơi giấc mơ tuyệt vời. Ngày qua làm sao không nhớ, nước mắt ấy sao cứ rơi trong đêm, ánh mắt ấy trong giấc mơ lại về, xuôi tóc ấy như bóng đêm hẹn ngào, ta đã xa em. Sao cứ rơi trong đêm, ánh mắt ấy trong giấc mơ lại về, xuôi tóc ấy như bóng đêm nghẹn ngào, ta đã xa. Cẩn thận nha. Con đi học ngoan nha. Hôn mẹ một cái nè. Đi đi. Anh à, em đi với anh một chút đi, anh có chuyện muốn nói với em. Không còn gì để nói nữa đâu, anh cứ chờ đi, tôi sẽ đem đơn ly dị đến công ty cho anh ký. Hà Anh à, anh cần giải thích cho em nghe chuyện hiểu lầm. Chuyện thực sự không phải là như vậy đâu. Em cứ nghe anh nói đi, rồi muốn tính sao anh cũng chịu hết. Hà Anh à, giờ em mà không đi với anh á, anh sẽ đứng lì ở đây không cho em đi đâu hết á. Anh Hà Anh à, một chút xíu thôi mà, không lâu đâu. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi, không có chuyện gì vượt quá giới hạn giữa anh và Hồng hết. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi sao? Cổ chỉ qua đưa hồ sơ cho anh thôi hả? Ừ. Vậy tại sao cổ lại mặc áo của anh chứ? Ừ, thì bữa đó em cũng thấy mà, cái vòi nước ở trong toilet nó bị hư, làm áo của Hồng bị ướt, nên Hồng mới lấy áo của anh mặc vô. Anh tưởng tôi là con nít hả? Nhìn cái cách cổ mặc áo của anh là tôi biết cổ đang muốn quyến rũ anh rồi. Con gái gì mà ăn mặc hở hang như vậy chứ. Anh còn ôm cô ta trước mặt tôi nữa mà, ai mà tin được chứ. Nãy giờ anh giải thích hết rồi đó, vậy bây giờ làm sao em mới tin anh? Anh, không lẽ bao nhiêu năm nay chung sống với nhau, anh và em cũng đã có con rồi. Em biết là anh thương Ruby, thương gia đình như thế nào mà. Vậy nói gió tôi như cụi vậy đó. Anh nói gió hết lần này đến lần khác, bây giờ anh khỏi mất thời gian biện minh nữa. Sự thật đã phơi bày ra trước mắt tôi như vậy rồi, có nói gì cũng không thay đổi được. Anh đã hết cách rồi, bây giờ nếu em không tin anh, anh cũng không biết làm sao luôn. À Anh à, nếu mình không có niềm tin thì làm sao chúng ta có thể sống tiếp với nhau được em? Tôi không tin, và chúng ta không thể nữa. Chắc anh hiểu rồi đúng không?
Từ nay anh đừng đến công ty tìm tôi nữa nha. Tôi cần sự tôn trọng và thể diện của tôi. Quay lại với vợ anh hả? Vậy hóa ra trong lòng anh em chẳng là cái gì hết. Anh thấy sao? Chú coi xây dựng giùm tôi lại căn nhà này theo bản vẽ của tôi. Được rồi, anh cứ yên tâm, tôi sẽ kiểm tra bản vẽ rồi tôi sẽ sớm báo cáo cho anh. Được, cảm ơn chú. Cậu qua bên kia coi đi. Dạ. Chú coi chỗ này nè. Đông Đào. Chị em khỏe chưa? Đó nữa. Chị em khỏe rồi anh. Cảm ơn anh, hôm qua đã đưa chị em về nha. Em đừng khách sáo với anh, đó là chuyện anh nên làm mà. Mà nè Đông Đào, em nhớ để ý tới chị em một chút nha. Tâm trạng của chị em đang không vui, cần người chia sẻ lắm đó. Ừ, em biết rồi. Ủa, mà sao anh Nguyên biết là chị em đang không vui? Tới giờ nghỉ trưa rồi, sao em không nghỉ trưa đi? Em đang viết báo cáo các cụm nhà xưa đưa cho anh Khoa nè. Khi nào xong em sẽ nghỉ trưa. Thôi em làm việc đi, anh qua đây một chút. Dạ. Sao rồi, ổn không chú? Mà nhớ đảm bảo đúng tiến độ nha. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Bao giờ thì gương mặt của anh không còn vẻ lạnh lùng xa cách như vậy chứ? Em có thể làm gì để nhìn thấy nụ cười của anh? Vì sao anh luôn buồn bã? Vì sao anh luôn im lặng? Trong đầu của anh đang có những gì? Không biết đây là bức thư thứ mấy em viết rồi giữ cho riêng mình. Có khi nào anh sẽ đọc được nó không? Có khi nào? Alo. Mời. Ủa, sao anh nói là đi ra công trường với anh rồi bây giờ anh lại đưa tôi vô đây? À, đừng có nói với tôi á là hôm nay sinh nhật của anh nha. Không có, nhưng mà tự nhiên tôi nhớ kỷ niệm đầu tiên mà tôi giới thiệu cô với bà nội của tôi, cũng ngay cái bàn này và ngay cả không gian này, cô nhớ không? Nhớ chứ. Hôm đó tôi rùng quá trời luôn, mặt bà nội của anh lúc nào cũng nghiêm trọng hết, còn tính từng giờ từng phút mà mình tới trễ nữa. Nhưng mà thật không ngờ lúc đó nội của tôi lại thích cô như vậy. Anh phải hiểu được tâm lý của những người lớn tuổi. Những người lớn tuổi á, họ thích tìm được một người hợp ý và nói chuyện hợp nữa. Mà bà nội tôi thích cô, tôi thấy rất vui, mà nội hết bệnh luôn. Nè, anh đừng có nói á, là đưa tôi ra đây để nói những lời như vậy nha. Tôi đi về á. Ê, khoan đã. Sao nữa? Anh ở lại ăn một mình đi. Mất công rồi lỡ người công ty của mình thấy được á, người ta tưởng tôi với anh á. Tưởng cái gì? Thì tưởng tôi là bạn gái của anh chứ làm sao. Mà thật sự là như vậy mà. Cô là bạn gái của tôi. Không có đâu nha. Thật sự cái gì mà thật sự chứ. Tôi với anh chỉ là hợp đồng trước mặt bà nội của anh thôi. Anh nên nhớ các điều khoản trong hợp đồng mà tôi ký với anh nha. Nhất là cái điều khoản không được xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Ví dụ như ngày hôm nay nè, anh đưa tôi ra đây mà không hề hỏi ý kiến của tôi. Như vậy hả là anh đã vi phạm hợp đồng rồi đó, anh biết không? Đồng Đào là một người rất cá tính. Bề ngoài thì cứng rắn, lạnh lùng, nguyên tắc, nhưng ẩn sâu trong đó là một tâm hồn lãng mạn, những dòng thư và tự sự hết sức tình cảm. Nè. Hả? Anh sao vậy? Tự nhiên cái cười cười của mình à. Lỡ bữa nay thôi đó nha.
À, tôi quên nữa. Cái hồ sơ vừa rồi mà tôi trả bán sống bán chết để đưa cho anh đó. Cái hồ sơ đó anh xem chưa? Rồi các kỹ sư có góp ý gì không? Để tôi biết tôi sửa lại. Hồ sơ? Mà còn nói hồ sơ nào? Cái hồ sơ nghiệm thu cột trụ bọc cốc thép đó. Bữa đó anh còn nói tôi ấy hả? Chạy nhanh chân tới đưa cho anh. Anh còn giờ cuộc họp lại còn gì? Chứ không phải hồ sơ đó là cô đưa cho tôi hả? Thì cái hồ sơ đó tôi gửi cho anh mà. Sao anh đọc chưa? Đọc rồi. Rồi sao? Chứ không phải hồ sơ mà cô viết những lời bộc bạch của mình, rồi những tình cảm mà cô khó nói ra. Cái gì? Tôi đưa cho anh cái hồ sơ tình cảm hả? Ừ. Thì tập hồ sơ mà cô gửi cho tôi ấy. À, con Hồng chắc là nó cố tình tráo hồ sơ mình rồi. Anh Khoa, thật ra cái hồ sơ đó không phải viết cho anh đâu. Tôi xin lỗi nha. Anh Khoa, anh có thể cho tôi lấy lại bộ hồ sơ đó được không? Được rồi. Sao anh Khoa, có gì anh gửi lại bộ hồ sơ đó cho tôi được không? Tôi nhớ là đã đọc rồi. Cái gì? Anh đọc luôn rồi hả? Ủa, mẹ không em có sao không vậy? Lâu nay mẹ bị hoa mắt, mẹ phải đi khám bác sĩ. Ủa, sao vậy? Mẹ gọi ba về đi, con không có giận mẹ luôn á. Con chỉ muốn có ba thôi à. Khi quá khứ ba. À, Ruby. Dạ, con chào ba mẹ. Dạ, chào chị hai. Dạ, em xin lỗi chị hai, em về hơi trễ. Đêm hôm hai cô làm gì ở đây? Nè, chạy đâu đó, lại lại. Đứng đây không? Chạy hả? Xin ai, hãy cho tôi được tự do. Sẽ nhớ mãi hay ta thứ tha. Mạng sống của tôi là do ai cũng. Nhưng bây giờ tôi đang yêu cuộc sống này. Tôi không muốn chết nữa. Nếu ông muốn biết sự thật về chồng chị thì hãy tới địa chỉ này. Ừ. Như vậy là sao? Địa chỉ nó ở đâu vậy? Thời gian, căn hộ Carina. Rồi hạnh phúc sẽ đến khi để quá khứ. Rồi cuộc sống sẽ trôi êm đềm khi ta vẫn tin. Được hay mất tất cả chỉ là sắp xếp. Sao anh không về mà lại vợ con của anh đi? Lòng luôn giữ vững một đức tin nơi con người. Và ngày mai nếu sống chân thành, rồi tình yêu như phép nhiệm màu. Mùa xuân đến đây, mai anh đào nở hoa bông ngát.